xin chào mừng quý vị cùng các bạn đã đến với kênh của La Xuyên của chúng tôi trước mắt quý vị của các bạn đây là những hình ảnh về các cái thành phần như là quay và dạ của chiếc bàn thờ và sau khi được lắp đặt lên thì nó sẽ như thế này và đây là những cái dòng sản phẩm bàn thờ cây mai điểu hay nôm na gọi là bàn thờ cây mai và dòng bàn thờ cây mai này thì chúng tôi uh, Đầu năm ra thì cũng mới lên được một số chiếc. Và những cái sản phẩm này thì nó cũng nhiều cái kích thước của mẫu mã. Tuy nhiên là ở đây thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến một số những các cái dòng mà chúng tôi hay làm phổ thông nhất. Nó có những cái mức giá trung bình như là theo loại chân 20. Thì chúng tôi bán ra từ những cái giá... Là 23 triệu cho tới 33 triệu phụ thuộc vào các cái vấn đề như là ván dày mỏng rồi các cái độ khuôn dày khuôn to hoặc là các cái thành phần khác nữa như những cái ván hồng khung hay là thể loại ván ốp thì nó đều quyết định nên các cái giá thành của sản phẩm dòng bàn thờ chân to này song song với dòng bàn thờ chân to thì sẽ có loại cây như chúng ta đang xem và một loại nữa đó là loại tứ linh thì ở đây nhân tiện đang có một loạt những chiếc bàn thờ cây thì chúng tôi sẽ đi chuyên về những chiếc bàn thờ cây để quý vị cũng có bạn tham khảo còn về giá thành thì tại sao chúng tôi không nói chính xác được rằng là cái nào là bao nhiêu tiền vì nói lên như vậy thì chắc rằng là quý vị cũng sẽ nhầm ngay lập tức và điều này thì chúng tôi xin phép được nói chi tiết hơn trong các cái clip mà có những chiếc bàn thờ riêng biệt từng chiếc một. Còn ở đây thì đại loại là quý vị cứ hình dung rằng là bàn thờ An Gian nói chung và các cái sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ nó cũng không khác gì như là đơm cỗ và chúng ta thêm thắt một chút nó sẽ tăng giá thành lên và trong cái uh, hướng thì chúng tôi cũng định uh, làm ra những các loại nó đặc biệt uh, như là thị trường thì vẫn hay uh, uh, gọi rằng là những cái hàng uh, tip đó kia thì thực ra nó cũng không có gì là cái uh, gọi là cao siêu lắm, nó chỉ có tăng về cái độ công uh, cán lên như là thợ làm nó nhiều công lên thì uh, nó tăng giá tiền lên và gỗ nó dày dặn hơn thì đương nhiên là nó phải đội cái giá thành lên. Mấy điều này thì nó sẽ uh, phụ thuộc vào uh, quý khách theo cái đơn thực đơn mà quý khách hàng yêu cầu là muốn làm theo cái ý của mình như thể loại chân từ 20, 22 cho đến 24. Và thậm chí là có những chiếc chúng tôi đã làm lên tới 28 cm. Với chất liệu là gỗ gụ thì thời điểm này chúng tôi nhận thấy rằng nó vẫn là cái à, sản phẩm mà phù hợp à, nhất cho cái dòng à, đồ thờ à, gia tiên như thế này. Vì à, cái tính chất truyền thống từ lâu nay à, gỗ gụ là một cái gỗ rất là thuần và cũng rất tốt. Mới đây thì chúng tôi có triển khai thêm về dòng gỗ hương đá của Nam Phi Nhưng mà tại những cái thời điểm này đầu năm ra và nhất là những thời điểm mà đang nhạy cảm về vấn đề xăng lên giá Cũng như vận chuyển cước lên thì gỗ nó cũng lên tương đối khá khá Chính vì vậy cho nên là chúng tôi vẫn đi vào cái đường lối đó là quen và làm đầu tư lên những chiếc sản phẩm bàn thờ bằng gỗ gụ như thế này những hình ảnh mà quý vị cùng các bạn đang theo dõi ở đây là được quay trực tiếp tại xưởng sản xuất ở phía sau của cửa hàng đó La Xuyên 1, theo số nhà 52 đường sắt, khu nghiệp La Xuyên, Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Và trong những thời gian qua thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn những quý khách hàng thân thuộc cũng như là đã tin tưởng và đặt sản phẩm bên đồ Gói La Xuyên của chúng tôi. Còn những quý khách hàng mới biết tới chúng tôi. Nếu như cần quan tâm, xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại Zalo hiển thị ở trên màn hình để biết thêm thông tin chi tiết cũng như kích cỡ và giá cả tùy theo từng sản phẩm. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong các clip sản phẩm tiếp theo sau.